Các bạn thân mến, các bạn ơi, mình quay cho các bạn xem nhé một số cây mẫu dây chuyền cho nam bằng chất liệu bạc ta. Những cái mẫu này thì nó rất là hay bởi vì là làm theo được cái trọng lượng mình mong muốn nhé. Các bạn có thể đặt từ một cây trở lên, đó rất là tiện là như vậy. Và cái độ dài thì các bạn có thể là đặt tùy thích luôn, bởi vì là bên nhà mình là mình làm hàng đặt mà đấy, tức là các bạn đặt thì mình mới làm. Cho nên là các bạn đặt làm dài ngắn là mình đều đáp ứng yêu cầu được. Và những cái mẫu này nó còn hay ở chỗ là các bạn có thể đặt được cái trọng lượng tùy thích nhé, đấy từ một cây trở lên đấy, bởi vì không phải là mẫu nào mình cũng làm được như vậy. Những cái sản phẩm mà mình hay nói là có khuôn đấy, tức là những cái sản phẩm hàng đúc thì các bạn không thể làm được theo cái trọng lượng mình các bạn thích được. Ví dụ các bạn thích một cái mẫu hàng đúc nhưng mà các bạn lại thích to hơn, bé hơn cái mẫu mà mình giới thiệu đó thì các bạn phải thì không có nhé, mình phải làm khuôn mới thì mới có. Còn đây là những cái sản phẩm mình không cần khuôn cho nên là các bạn có thể đặt theo ý mình được. Đấy thì những cái mẫu này là mình làm bằng bạc ta và bạc đẹp hết mọi người nhé. Đấy và nó rất là dễ đeo. Thông thường thì mình hay tư vấn cho mọi người là nên đặt những cái mẫu mình làm tay như này. Đấy, thứ nhất là bạc nó đẹp. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể là đặt theo cái trọng lượng đấy mình thích được. To bé hoặc là dài ngắn là đều được nhé. Đấy thì các bạn hãy tham khảo những cái mẫu này. Đấy thì nếu như bạn nào mình thích thì các bạn nhớ liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460. Đó thì bên nhà mình là mình chuyên cái dòng bạc ta và mình làm hàng đặt, cho nên là các bạn yên tâm, nếu như các bạn thích một cái mẫu nào đó thì sản phẩm cho các bạn sẽ là bạc chuẩn mọi người nhé. Đấy thì bên nhà mình có bạc cho mọi lứa tuổi. Đấy các bạn cần những sản phẩm gì thì các bạn cứ liên hệ với mình nhé. Đấy mình sẽ gửi mẫu cho các bạn tham khảo thêm. Đấy bên nhà mình rất là nhiều mẫu luôn, rất là đa dạng và phong phú, cho nên các bạn hãy tham khảo những cái sản phẩm bên nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nhé.